Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về trận đại chiến giữa ngôi sao số 1 của kỳ đàn Trung Quốc ngoại tinh là khách Vương Thế Nhất và kỳ thủ Tôn Thật Dương cho vòng thiếu thứ nhất của thấp tổ năm 2020 đến trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2021. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong trận chiến trên thì Vương là người cầm đỏ đi tiên. Anh lập tức sử dụng khai cuộc sở trường của mình là phương án phi tượng cuộc tượng 3 tiến 5 để tấn công. Bên đen, bình 7 tiến 1 và bên tiên của Vương đã lựa chọn phương án cờ khởi mã để đối công. Ngoài ra thì bên tiên các bạn thấy trên hình cờ là có hai bên khác cũng khá mạnh và được ưa dụng là phương án chơi cờ phát triển mã quy và hệ thống cờ bình 7 tiến 1. Bên đen, tượng 7 tiến 5. Ngoài ra thì bên đen có một biến khác có thể đi tương đối tốt cho hình cờ trên đó là tiến tiếp phương án cờ bình 3 tiến 1 tiến tốt để có thể ngăn đường phát triển con mã 7 của bên tiên. Khi đó Vương có phát triển mã quy là bên này có thể đi theo một vài nhánh cờ như hình trên các bạn thấy đường cờ tượng 3 tiến 5 bên đỏ hoành xe. Ở về sau thì bên tiên của Vương sẽ có xu hướng phát triển bình 3 tiến 1 một cái đường cờ phê tốt để có thể thông xe một bình 3. Trong thực chiến của hình cục trên thì bên đen lựa chọn phương án cờ tượng 7 tiến 5. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Vương tách pháo biên. Mã 2 tiến 1. Ra xe một bình 2 và tiếp theo đường cờ bình 7 tiến 1 tiến tốt để thông lộ mã phía sau. Bên đen mã 8 tiến 7. Vương cho mã 2 tiến 3. Sĩ 6 tiến 5 và đường cờ sĩ 4 tiến 5 đến từ ngoại tinh lấy khách. Trong thực chiến thì bên đen quyết định phương án cờ pháo 2 tiến 4 tiến pháo qua để phong tỏa đường xe của bên tiên. Ngoài bên này thì bên đen có thể đi theo biến khác phương án pháo 8 tiến 2 để phong tỏa từ xa cũng là một biến hóa khá hay của bên đen. Trong thực chiến thì kỳ thủ Tôn Đột Dương lập tức đi biến hóa pháo 2 tiến 4. Và Vương Anh không đi phương án cờ mã 7 tiến 6 tiến mã để khống chế điểm cao, lập tức đi phương án cờ bình 3 tiến 1 đã tạo điều kiện để cho bên đen có cơ hội bình con pháo qua để che đường. Các bạn thấy là xe đỏ không thể ăn ngay được. Vương cho thoái tượng về trước để tránh điểm tập kết trong tương lai của bên đen. Về sau có xu hướng phát triển xe thông thoáng hơn. Bên đen mã 7 tiến 6 vứt mã tấn công, bên đỏ của Vương lập tức cho mã 3 tiến 4 ngay, hai bên đều đưa mã của bên mình tham chiến. Chạy pháo bắt mã, thoát ngay, ý tưởng tấn công vào con pháo của bên đen. Bên đen ra xe, bên đỏ Vương chạy pháo vào tài sĩ và bên đen của Tôn Thuật Dương quyết định phương án tấn công đầu tiên của anh trong trận hình. Pháo ăn pháo ngay làm méo hình của bên đỏ. Chúng ta tưởng chừng như đây là một biến hóa không hay dành cho bên Vương, tuy nhiên thì ngoại tinh là khách là một cao thủ thiên tài, anh luôn có những tình huống xử lý rất xa. Bên đen mã 6 tiến 4 tấn công, bên đỏ của Vương đấu ngay, ép buộc bên đen phải thoái về. Và lựa chọn tiếp theo của Vương là phương án mã 7 thoái 5. Ngoài ra thì bên đỏ có thể đi theo nhánh cờ khác là phương án cờ xe 1 bình 3. Các bạn thấy được bên đen có ăn thì Vương vẫn còn đó tình huống cờ thoái mã về. Bên đen có nhấc qua để bắt tốt đầu thì có thể phát triển qua. Các bạn thấy đây là hình cờ mà bên đỏ của Vương vẫn ưu hơn bên đen khi có thể tấn công bằng xe phô mã. Trong thực chiến của hình cờ thì Vương đi hình cờ mã 7 thoái 5. Bên đen cho tiến xe bắt mã ngay, bên đỏ của Vương lăng mã vừa bắt xe vừa đang đe dọa đường cờ tấn công bằng hệ thống cờ mã 4 tiến 3 cho nhảy ngoạn ta. Và trong thực chiến của hình cờ thì bên đen đã phòng thủ bằng đường cờ xe 8 bình 7. Ngoài bên trên nếu mà bên đen đi hướng cờ chạy con xe qua lộ 6 thì sao? Khi đó bên đỏ của Vương có thể chiếu ngay và chạy con xe 1 bình 3, các bạn thấy là bên đen cũng không thể nhấc xe để ăn sĩ được. Trong hình cờ thực chiến bên đen của Tôn Đật Dương đi phương cờ xe 8 bình 7. Vương ra xe, bên đen cho thoái về để bắt mã tranh tiên. Và trong thực chiến thì bên đỏ của Vương đã không thoái mã về đấu tượng để phòng thủ. Chúng ta thấy được đánh hình cờ trên thì bên đen có thể tiến mã để tấn công ngay. Vương đâm chiếu là thoái về, các bạn thấy đây là hình cờ mà bên đỏ sẽ không ưu. Trong thực chiến của trận hình thì Vương đi một đường cờ rất cao và sáng tạo, đã thể hiện được cái nhãn quan rất hơn người của anh, lập tức đi đường cờ tiến xe chiếu tướng. Bên đen thoái về và bên tiên đi một đường cờ rất đẳng cấp, phương án cờ phế trước đoạt sau, tình huống cờ C2 thoái 3. Trong thực chiến thì bên đen quyết định phương án đấu kê ngay. Các bạn thấy thêm trong biến hóa này, nếu mà bên đen không đi phương án đấu xe mà đi phương án khác, khi đó bên đỏ có thể thả xe qua, đe dọa chạy qua lộ 8 để tấn công. Bên này có tiến qua, các bạn thấy đây là hình cờ mà bên đỏ đứng ở cái thế cửa trên so với bên đen. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen đã phải chấp nhận phương án thi triển về tài nghệ cờ tàn phò mã đối với Vương Thiết.
Vương cho thả chiếu và cướp lại xe của bên đen. Các bạn thấy được sau khi chuyển hình cơ tán như trên thì bên đỏ đứng ở cái thế ưu hơn một chút so với bên đen khi con pháo của bên tiên đứng ở thế cơ động và đang có thế nhòm ngó vào các đầu tốt. Trong khi đó tướng của bên đen đứng ở vị trí khá xấu. Mã 2 tiến 3, ở đây thì vương có hai biến để có thể chơi tiếp. Trong thực chiến anh không đi phương án cờ binh 1 tiến 1 để tránh khỏi tầm kiểm soát của con pháo lộ 3, quyết định phương án pháo 9 thoái 1. Bên đen đã cho tách pháo qua lộ 2 để thể ghim đáy tấn công. Ngoài ra thì có biến khác dành cho bên đen có thể phần tốt hơn là phần cờ pháo 3 bình 9 để thể quét tốt biên của ngoại tinh lên khách. Binh 5 tiến 1. Và sau khi vương thiết đi đường cờ binh 5 tiến 1 thì bên đen đã trúng phải mai phục của ngoại tinh lên khách. Anh Tôn Thật Dương lập tức cho phần cờ pháo 2 bình 5 đóng thẳng pháo vào trung lộ để khóa con mã của bên tiên. Ngoài ra các bạn thấy thêm trong biến hóa này nếu mà bên đen là chọn phương án ghim đáy thì sao? Để tấn công vào điểm tượng, khi đó bên đỏ có thể bỏ tượng ngay bằng tình huống chạy pháo qua. Bên có cướp tượng thì con đó tình huống cờ pháo vật lên để phòng thủ đường tấn công của bên đen. Và các bạn thấy được đây là cái vị trí mà bên đỏ của vương vẫn đứng ở cái thế cờ trên mặc dù bị khuyết tượng trong hình cờ trên. Trong thực chiến của hình cục, bên đen đã chọn phương án cờ pháo 2 bình 5, tưởng là một biến hóa khá hay khi có thể phong tỏa được hoàn toàn thế lực của bên đỏ ở trung lộ. Vương lập tức cho mã 2 thoái 4 ngay hình thành cái thế bắt quân. Và trong thực chiến thì bên đen quyết định đi phương án cờ pháo 5 tiến 2 để cướp mã. Ngoài ra các bạn thấy thêm trong biến hóa này nếu mà bên đen là chọn phương án cờ thả mã qua đây thì sao? Khi đó bên đỏ của vương chạy qua, bên này có xuống trước, ăn ngay và đi tiếp đường cờ binh 1 tiến 1, không cho con tốt 9 có thể thoát lên, về sau có xu hướng phát triển đường cờ pháo vật tốt và quét qua đường biên. Đây là hình cờ mà bên đỏ với pháo mã ưu hơn thôi bên đen về phần cờ tàn. Trong thực chiến thì bên đen đã phải dùng pháo vật mã ngay và vẫn chuyển ra một cái hình cờ mà bên đỏ với kết cấu quân lực gồm pháo mã linh hoạt hơn so với bên đen của kỳ thủ Tôn Thật Dương. Trong thực chiến thì bên đen đã thoát mã đi bằng hướng cờ mã 4 tiến 3. Chúng ta thấy thêm trong biến hóa này nếu mà bên đen đối công bằng phương án cờ binh 5 tiến 1 thì sao? Và khi đó bên đỏ sẽ thả chiếu và đi binh 5 ngay. Bạn thấy là bên đen sẽ bị hớ cờ. Trong thực chiến thì bên đen của Tôn Thật Dương tiến mã. Vương lắc pháo đi. Quét tốt. Pháo 8 tiến 2. Xuống tướng và đường cờ chạy con pháo qua. Các bạn thấy đang phục tiếp những cái thủ đoạn tấn công rất là kinh điển đến từ ngoại tinh lên khách. Thoái về, vương vật ngay, quét tốt tấn công. Và trong thực chiến thì bên đen quyết định phương án cờ binh 5 tiến 1, tiến tốt. Ngoài ra trong bối cảnh trên nếu mà bên đen lựa chọn phương án tiến tốt biên thì sao? Khi đó bên đỏ của vương sẽ có một đường cờ rất là cao tay, phương án cờ binh 7 tiến 1. Các bạn thấy tượng qua là bị chém gãy tượng đáy ngay, hình cờ cũng rất là kém. Ngoài ra thì trong biến hóa trên nếu mà bên đen lựa chọn phương án mã 2 thoái 1 thì sao? Khi đó bên vương sẽ có tình huống thả mã để cản bắt tượng. Tấn công rất mạnh. Chiếu ngay và qua các bạn thấy là mã phải thoái về và bên tiên của vương sẽ thoái tiếp mã, tranh tiên chiếu tướng thông qua đó để có thể vút về đầu tượng. Về sau sẽ có hình cờ có thể thoái vào trung lộ và nhảy qua vị trí ở mã lộ 3 để có thể bắt tiếp con tốt biên của bên đen. Về sau có cơ hội hình thành mã 3 tốt đánh với bên đen là một hình cờ rất là có lực dành cho ngoại tinh lên khách. Trong thực chiến của trận hình thì bên của Tôn Thật Dương đối phó lại bên vương bằng đường cờ binh 5 tiến 1 tiến tốt. Và bên đỏ ở đây đã không đi phương án cờ binh 5. Chúng ta thấy được cái thủ đoạn của bên đen cũng khá hay. Trong bối cảnh trên nếu mà bên đỏ của vương đi đường cờ ăn tốt qua thì bên đen sẽ có cơ hội nhảy đường cờ mã 2 tiến 4 để đấu một quân và sẽ hình thành cái thế có cơ hội để đỡ hòa nhiều hơn trong trận hình trên. Tuy nhiên vương là một cao thủ thiên tài với nhãn quan chiến thuật rất là tốt, anh quyết định phương án cờ binh 7 tiến 1 tiến tốt để cản đường. Bên đen ăn tượng qua và vương đã không đi đường cờ phá vật tượng. Phá vật tượng và đó ăn tốt qua cũng vẫn là biến hai, tuy nhiên thì vương lựa chọn phương án binh 5 tiến 1 ngay. Bên đen thu tượng về, bên đỏ của vương tiếp tục bay mã tấn công đe dọa cướp tốt biên, nhảy chiếu lên và chạy pháo qua đe dọa đường cờ sắt cục. Trong thực chiến thì bên đen đã đối phó lại bằng đường cờ chạy tướng qua lộ 4. Ngoài ra các bạn thấy thêm chạy của tướng qua lộ 6 thì yếu hơn, khi đó bên đỏ sẽ có tình huống chiếu ngay ép tướng lên lầu 3 và lắc tốt để tấn công. Đây là cái bối cảnh mà bên đen sẽ phải phế mã để hóa giải đường tấn công của bên vương và cũng là hình cờ thua cuộc dành cho Tôn Thật Dương. Trong thực chiến của bản đấu trên thì bên đen lựa chọn phương án chạy tướng qua lộ 4 ngay và bên đỏ của vương nhẹ nhàng đi đường cờ mã thoái về để cướp tượng.
Sau tình huống đó của bên tiên thì bên Tô Thập Vương cũng đã phải buông cờ nhận thua trong trận chiến trên khi mà vương đã thể hiện được cái đẳng cấp cờ tàn quá mạnh của mình đối với bên đen. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây. Kênh thì tiếp tục giới thiệu tới các bạn những ván đấu hay tại giải đấu này trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.